Đây đi. Có cháo, cháo. Dậy ăn cháo. Có khỏi cá hồi. Ăn dậy ăn một tạt với kia chấm sông lên mũi khỏi luôn. Không dám Aikido à? Đấy. Đi, ra đây, ra ăn đi cũng khỏi rồi. Ê. Đi. Cái này nó có ăn không đấy? Say à? Đi. Đi. Nhìn lên đi. Ngoài này, nhanh ngoài này. Áo ra đây. Ăn uống nó phải làm gì đấy? Dán cái vào này. Hả? Cháo. Rồi gỏi. Mày thì ăn gỏi nữa. Có kia không? Đây, dán cái này vào đã. Không dán được, mùi lắm. Mùi, mùi thì phải chịu đi, phải dán rồi. Vậy, chịu. Mùi. Mùi mày tin ra dán nó mồm mày không? Hả? Cao đi. Ma đâu? Ma khỉ. Đây, cháo đây. Cháo cả sáng rồi mình nấu. Quả gì đấy? Quả bơ. Nam mày ăn tía tô không? Có ăn tía tô không? Tớt hay ít? Nửa nhá. Nửa tía tô nhá. Ây, cá này. Thấy chưa? Cháo cá canh không? Không. Cá chép giòn đây ông nội ạ. À. Chép giòn giống chấm giòn á? Ừ. Em chưa được ăn chép giòn. Tớp đi. Gấp đi. Tí nữa tao ăn cháo sau tao phải thử cái miếng gọi là gỏi. Ui. Đây này. Mình sẽ thử cái miếng ui tí thế. Gỏi trước. Ừ, ngon không? Ngon. Đập hết cái bát đấy là khỏi. Xì dầu mù tạt. Xong mình làm một... Đáng ngọt, đáng nhạt mồm. Một bi xì dầu mù tạt này. Ngon không? Ngon mà mùi. Mùi gì? Mùi Aikido. Bán nó mới khỏi đấy chứ. Chúng ta sao dán xong về lại bóc ra. Nó bẩn quá. Nó thối. Đây mình sẽ thử món cái chân này trước này. Cái chân này thì chắc không phải miếng chanh nữa. Không phải xem. Ngồi quán à? Đấy. Đánh ra đấy. Mày ăn được mày ăn hết chỗ đấy. Cái chỗ này nữa này. Khỏe và chiều mới ra đồng nữa. À, mai ra đồng. Không khỏe thì mai cũng mà già. Chồng liềm tin. Cái chồng à? Không. Cái này là cái trần quan này, cái này còn sống nguyên này. Thử cả hai, tôi thử cả hai mà. Quả bơ này làm nó ngon. Ừ? Thì cho tí thôi. Anh em phải cho quả xoài. À ơi nhỉ. Quên quên. Anh rốt mình lỡ. Em không. Em không gì. Không ngủ không có những gì mà. Mày mới đít ta. Đôi khi người ta phải quên. Bỏng quá. Thổi đi vừa ăn vừa thổi. Em làm miếng này. Làm cái gì ăn hết đấy mới được làm. Mời mọi người miếng gỏi gỏi gì mà cá chép giòn xấu quá thôi thử một chặp xấu quá mấy nha. Rồi rồi. Chấm vừa sốc thông lên mũi luôn. Ơi. Nãy tao chấm sâu quá. Mong mọi người
Đỉnh cao đấy. Đây, bây giờ sẽ thử miếng sống nhá. Miếng qua chanh tí thôi. À đây, không chơi cái đấy nữa. Chơi nguyên. Cái này sốc à? Ngon không? Ngon. Ngon không? Tuyệt vời không? Không quấn cái kia nữa, quấn hẳn cái này. Cà rốt. Bơ. Tía tô. Đấy. Dây chuột. À đặc biệt là ở đấy dây chuột. Dứa. Dứa rồi. Không phải hóng ăn cháo đi. Đặc biệt cái này này. Đúng rồi cái này này. Đấy. Chỉ lướt qua thôi nhá. Nó chín mất đấy. Cho nó. Cái kia đi. Giỏi lắm. Cá này lúc này tao bóc, tao luộc lên nha. Tao luộc lên rồi thì cho tao bóc, không bóc được. Sườn. Nó dai quá. Bỏ quá. Không có một tí chanh nào. Khả năng là tí nữa sẽ thử ăn nguyên con. Đây, tí nữa ăn sống không có rau ấy, sẽ xem mùi vị nó thế nào. Ngon nhỉ. Cháu ngon không? Đỉnh cao. Đây. Sẽ thử ăn không để xem nó như thế nào nhé. Giỏi lắm. Ngon cực. Cầm thử nhé. Không ăn không à? Ăn không ngon cực. Thật luôn. Đây, chấm bao nhiêu tí. Cầm tay đi lệ cửa, chị diện. Thế tí là không? Toàn không? Ngon không? Toàn. Thấy chưa? Đẳng cấp. Sạch sạch luôn. Sạch sạch nào. Khả năng là cái này chỉ cần quấn rau sống rồi ăn nó nguyên vị ngon hơn. Nguyên vị ngon hơn. Cá ngon không? Cá trong đấy nó mềm chưa? Nó mềm mãi này. Mà nó bẩn. Không tủ còn lon bia nào? Mất, em vào xem. Mang địa biểu ốm từ hôm qua mà nhỉ. Tối qua đi nghịch ác quá. Đó, ốm. Xuất trình trình. Hôm nay không nói được, không cười được. À vẫn cười được. Cười chưa được. Toát mồ hôi ra khỏi được. Mày ăn hết bát cháo đấy. Toát mồ hôi. Khỏi. Mai ta lại đi chiến đấu. Mày cứ ăn nhiều. Mấy hôm nữa. Thế mày dưới chuột à? Mày dưới chuột. Mày ăn nhiều mấy hôm nữa sinh nhật tao cho mày đi ăn hải sản. Nhiều.
Tao thề luôn, tao mà nói phét mày ăn hết nếu mà mai khỏi được. Ngày kia sẽ đi ăn cua hoàng đế. Mày, tao đi lửa thằng trẻ con. Cho mày đi ăn cua hoàng đế luôn. Mày thích ăn cái gì ăn luôn. Mà tao cho mày ăn gọi là phải phốt luôn. Cứ khỏi đi. Ừ. Thế thì mai khỏi. Tí khỏi luôn nhé. Trước lần đầu ăn mù tạt rồi, chấm phát cho mù phát nhẹ luôn, nhưng mấy lần sau mới ăn được. Ai ăn lần đầu mù tạt cũng khổ. Tao lọc hết xương rồi mà. Ăn hết. Ăn hết đúng ngày kia, nếu mà mai khỏi ngày kia đi ăn cua hoàng đế. Ok không? Cua hoàng đế, tôm hùm. Rồi tất cả nói chung là đặc sản trên biển. Mày thích ăn con gì? Tao băm con đấy cho mà. Chị thích ăn cua hoàng đế. Cua hoàng đế à? Cua hoàng đế ok luôn, cua hoàng đế có gì đâu. Giờ mình mới thử bát cháo cho chính tay mình. Mời mọi người nhá. Ngon lắm. Ủa ngọt thế. Ngọt thật đấy. Ăn cháo mù tạt không? Ăn cho sốc sướng. Sốc quá. Ăn hết đi, không được ăn cua hoàng đế đâu. Không biết. Đâu anh ăn hết được một tô này. Đây, không hết được chỗ đấy thì hết chỗ này. Ok không? Ok không? Đây, mình phải tưởng tượng là một cái bát này nó bằng một con cua hoàng đế. Đấy. Bây giờ một con cua hoàng đế cộng thêm con tôm hùm nữa ăn hết đâu? Em ăn hai chân cua hoàng đế. Hai không, phải ăn hết cái... Phải ít nhất là ăn hết cái bát này thì tao mới cho đi. Hết. Dù cái này chỗ này bằng mèo nhà tao ăn nhá. Liếm phát hết. Tao hút phát chỗ này thì không còn một cái mạch nào. Thôi bảo thôi. Ăn hết chỗ này là... Mai có cua hoàng đế. Khỏi ốm nữa, ngày kia lại được đi ăn cua hoàng đế. Xuống hẳn đại bản danh cua hoàng đế với lại hải sản. Đi phố luôn ấy. Hết thôi này nữa. Nếu mà mai cũng khỏi là cũng nghỉ đi. Nóng quá. Nóng toát mồ hôi thế, thế tao không bật quạt. Ui. Chứ mày phải nóng toát mồ hôi ra nó mới khỏi đấy chứ. Hết chỗ này không? Thôi, tí quạt nhá. Có cả bầu không? Hả? Bầu gì? Em thấy giống bầu ăn đấy. Nóng quá. Đây.
Sơi đi, mời đại ca sơi. Mày cũng muốn bớt ra đây không đấy? Tao thì vơi vơi đấy. Mày mà đi uống mà không nói được gì. Mày cứ tưởng tượng đây là một con cua hàng đấy. Ăn hết chỗ này là mai đã có cua hàng đấy ăn. Hết tí. Ngoan được nữa. Ngoan được nữa với... Đấy lại nhả. Nốt chỗ này. Nó thì chưa được chừng đấy. Thì ăn nốt chỗ cá này. Thì có mai ăn cua hàng đấy không? Hết cá. Hết cá, đẩy cá đây này. Ăn cá không? Vớt. Cua hàng đấy. À, không thả kia à? Hết chỗ này, hết chỗ này thôi. Nôn lắm. Khả năng là không có tác dụng mà cả. Thôi nhưng mà nếu mà Ma Đệ mai khỏi mình chắc chắn sẽ cho Ma Đệ đi ăn cua hàng đấy. Ủa nốt đấy. Không ăn nốt nữa này là còn phải đi tiêm á. Mày biết nhà ông Tuệ có cái tiêm bằng này không? Kim bằng này không? Tiêm chán này. Hả? Tiêm chán. Kim mới bằng này này. Một phép thì dọa là đùa. Kim bằng này này chọc một phát rồi đít là lòi xong. Mày tin không? Mày có ăn không? Thế đi tiêm nhé. Gì ăn đấy? Dọa của xin.